Thưa sư, tại sao các sư hay đi mà không mang dép, có lợi ích gì hay không? Đây là một cái vấn đề ở trong Tạng Luật, đó là Đức Phật chế định ấy, là vị tỳ kheo khi mà đi vào trong xóm làng thì không được mang dép. Đức Phật chế định. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, một người xuất gia thì nên hạn chế tối đa cái sự hưởng thụ để cho không có nên để cho hàng cư sĩ họ khiển trách, đó là vị tu sĩ mà còn hưởng thụ như là người thế tục. Cho nên chỉ trong những trường hợp như vị tỳ kheo ở trong rừng, vị tỳ kheo ở trong một số nơi cố định ở trong chùa, hoặc là vị tỳ kheo chuẩn bị lên giường, rửa chân xong rồi đó, chuẩn bị lên giường, không có muốn làm dơ giường, thì vị tỳ kheo đó mang dép. Hoặc là khi vị tỳ kheo bị bệnh thì mới được phép mang dép thôi, chứ không phải là mình cứ mang dép thoải mái thì nó không đúng. Đấy. Rồi nếu mà quý vị nói là cái lợi ích gì đó, thì cái việc mà mang dép, cái việc mà không có mang dép, cái chân trần nó tiếp xúc thì nó cũng có một vài cái lợi ích về sức khỏe, có một vài lợi ích về sức khỏe, rồi giữ chánh niệm được tốt hơn, cái việc mà đi thiền á, giữ chánh niệm được tốt hơn. Không tin á, thì hôm nào quý vị thực hành tứ niệm xứ đó, khi quý vị đi thiền, quý vị bỏ dép ra thì quý vị sẽ cảm nhận được cái việc đó, là mình bỏ dép ra đó, cái việc hành thiền tứ niệm xứ nó sẽ tốt hơn. Hả? Tuy nhiên thì thôi, thì bây giờ 227 giới tùy theo á, thì vị nào còn giữ được cái giới nào thì mừng cái giới đó thôi. Và mình cũng không chắc là mình ngon lành hơn ai. Có khi cái giới này mình giữ được, người ta giữ không được thì được khoan vội mừng. Bởi vì có những cái giới đó người ta giữ được mà mình lại giữ không được. Thành ra cái việc bản thân cái việc giữ giới đó nó cũng không có là cái gì đáng để anh tự hào. Hoặc là anh coi cái việc giữ giới đó đó, anh thấy anh hay rồi anh bắt đầu anh đem ra anh chê trách, anh chỉ trích người khác là không có giữ giới được như anh. Thì cái đó là chuyện không nên. Kỵ nhất trong cái vấn đề giới là gì? Khen mình chê người thì nó rất là kỵ ha.